Rồi cả nhà ơi, hiện tại là bên em đang cố gắng bóc lượt để mà bóc những cái thùng hàng như thế này. Đây là những cái thùng mà bên em đầu xuân. Đầu xuân thì chúng em sẽ xả kho nha cả nhà. Xả kho như thế này thì thường là khoảng 1 năm trước tụi em cũng đã xả một lần thì khách tranh thủ lấy nha. Những anh chị em nào mà chúng ta mới mở cửa hàng, chúng ta muốn chưng cho nó sum tụ, hoặc là ví dụ anh chị em nào mà cửa hàng của mình nó hơi ít á thì chúng ta chưng cho sum tụ, thì ngày hôm nay chúng ta lấy những cái hàng như thế này. Và đây là những cái mặt hàng á trực tiếp chúng em đang đóng về cho khách nè, là hoàn toàn là ốp mới nha cả nhà. Những cái thùng như thế này thì chúng em sẽ căng ký 99.000 một ký nha cả nhà, 99.000 một ký. Và thường là một thùng như thế này là 2 ký. Em ơi căng một thùng trước cho khách đi. Căng một thùng trước và mở ra một cái thùng cho chị con một cái. Đây, cả nhà thấy không? Cứ một thùng là nó tầm khoảng 2 ký nha, một thùng tầm khoảng 2 ký. Cả nhà thấy không? Và 2 ký này nó tầm khoảng là 45 cái, vị chi ra là một cái khoảng 4-5 ngàn á cả nhà. Rất là rẻ luôn và rất là chuẩn nha cả nhà. Em mở ra một cái được, mở ra cho khách coi. Toàn bộ những cái ốp trong này thì sẽ hầu như là ốp là 100% mới nha, không có cũ trong này nha cả nhà. Và thứ hai nữa đó là ốp nè, sẽ có loại có hộp nè, có loại xịn nè, có loại mình bán ra ngoài bình thường là 100 mấy ngàn một cái. Ngày hôm nay thì chúng em vẫn bán, à, cả nhà thấy không? Như cái leo leo nè, hàng hãng leo leo nè là 50 mấy ngàn một cái rồi. Và những cái ốp như thế này, 2 mấy, 3 mấy, 50 mấy, 100 mấy ngàn một ốp. Có những cái ốp nè, hộp nè. À, những cái hàng này là lúc trước là 167.000 một cái giá sỉ thôi đó cả nhà. Thì ngày hôm nay là mình cứ đóng hết, đóng lại đi, đóng lại cho gọn. Đóng hết một cái ký mà cả nhà thấy không? Một cái thùng này là khoảng tầm 2 ký đúng luôn nha, không thiếu một ly nào hết. Và nó tầm ở trong này là khoảng 45 cái, vị chi là khoảng 4-5 ngàn. Nói chung là chưa tới 5 ngàn một cái nha cả nhà. Anh chị em nào mà chúng ta cần cái sản phẩm. Và đây là những cái sản phẩm mà nó từ cái dòng iPhone 6 cho tới iPhone 11 Pro Max đầy đủ nha. Cả nhà thấy không? Tất cả những cái hàng này em nó đang đóng là đều là những cái hàng mà trên mọi cửa hàng hết, hàng mới hết nha cả nhà. Không có cái việc mà đó, cả nhà thấy đây là một cái ốp hộp đi, một cái ốp hộp con. Đây cả nhà thấy không? Những cái ốp này nếu mà giá sỉ gốc của nó là 70 mấy ngàn một cái, đúng không? Đó, cả nhà thấy nè, xác nhận nè, những cái ốp này là thường 40 mấy ngàn một cái. Thì ngày hôm nay chúng em vẫn đóng hết cho khách. Và anh chị em ơi, cơ hội ngàn năm có một, đầu xuân thì lúc nào cũng thế. Đầu xuân thì chúng em sẽ có một cái gọi là xả kho nha, xả kho để mà mình nhập hàng mới. Nên nếu như mà anh chị em nào mà cần chân cho nó sum tụ thì chúng ta sẽ lấy những cái hàng như thế này để mà về. Thứ nhất là chúng ta chân sum tụ, thứ hai nữa là chúng ta bán nó rất là lề luôn. Người ta nói là đôi lúc là gọi là cũ người mới ta đó, cũ ta mới người đó cả nhà. Và những cái hàng này là những cái hàng mà em đã nhập rất là hot trend luôn. Em kinh doanh ốp là tính ra năm nay là năm thứ 11 rồi. Và thật sự là nó rất toàn là những cái mẫu hot trend nha cả nhà. Và không bao giờ lỗ mới hết. Cả nhà thấy những cái ốp nè. Đó, mở ra. Rất đẹp, rất đẹp luôn nha cả nhà. Mở ra cho khách coi. Và hoàn toàn mới hết. Khi mà đóng về chúng em làm từ tâm hết cả nhà xem nè. Rất là đẹp luôn. Những cái mẫu này nếu mà bình thường mình bán ra 40 mấy ngàn cái rồi. Xì ra là ngày hôm nay chúng ta lấy một ký đó là 99 ngàn, chỉ bằng 2 cái ốp thôi. Nhưng mà đối với tụi em là một thùng này là nó tầm khoảng 2 ký. Một thùng 2 ký như thế này nó tới 40 mấy cái. Tính ra vị chi nó có mấy ngàn một cái thôi. Rất là ok. Cả nhà thấy không? Và những cái dòng ốp mà tụi em đang đóng ở đây là ngẫu nhiên hết, nhưng mà đủ dòng hết nha cả nhà. Đóng ngẫu nhiên đủ dòng từ iPhone 6, 6 lớp, 7, 7 lớp, iPhone XX Max, iPhone 11, 11 Pro và 11 Pro Max có đủ hết nha cả nhà. Và cả nhà thấy không? Tất cả chúng em đều đang đóng hàng và đóng theo từng thùng này. Anh chị em cứ cần là cứ lấy một thùng và chúng em căng cái đầy đủ hết. Em căng lại một cái thùng được cho chị đi. Căng lại một cái. Đó. Đây cả nhà thấy không? Đúng y 2 ký chưa cả nhà. Không thiếu một cái nha. Và nói chung là tụi em làm ăn rất là đàng hoàng. Nên anh chị em nào mà cần thì cứ lên đơn nhanh. Cứ một thùng là 2 ký. 2 ký như thế này thì nó chỉ có 100 mấy ngàn thôi. Nhưng mà nó hơn và nói chung là nó tầm khoảng 45 cái. Và vị chi là một cái chỉ có mấy ngàn đồng thôi. Rất là ok. Cả nhà thấy không? Nè, ốp nè. Ốp này thì nếu như mà ai đã buôn sỉ thì biết rồi. Ốp này 40 mấy ngàn giá nhập sỉ. Chỉ cần hai ốp này thôi là gần bằng nửa thùng này rồi. Đúng không ạ? Ngày hôm nay anh chị em nào chúng ta cần hàng để mà chân sum tụ, hoặc là chúng ta cần hàng để mà bán giá tốt hoặc là chúng ta cái khu của chúng ta đó có nhiều sinh viên hoặc là học sinh, người ta cần hàng giá tốt thì chúng ta liên hệ ngay để lấy những cái thùng hàng như thế này nha. Ngày hôm nay thì hiện tại là bây giờ em sẽ xuất đi là 2, 3, 4, 5, 6, 7, nói chung là khoảng tầm là 20 cái thùng. Em đóng đủ 20 thùng nha, 20 thùng cho một khách ở Gia Lai. Và tiếp tục chiều nay là chúng em sẽ đóng hết cho tất cả mọi người. Thì cứ đầu xuân thì sẽ có một cái đợt thả kho như thế này và hàng là hàng chuẩn. Cả nhà yên tâm nha, 99.000 một ký, 99.000 một ký, một thùng là 2 ký, một thùng 2 ký là 100 mấy ngàn thôi. Và 2 ký này là gần 4, nói chung là tầm khoảng 45 cái và vị chi là khoảng vài ngàn đồng một cái thôi. Anh chị em mình tranh thủ nha.